Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Auto 365 Cần Thơ ha. Tiếp tục series nâng cấp ánh sáng thì hôm nay trước mặt mọi người là một chiếc Kia Seltos 2021 ha. Đây, xe này nâng cấp đi gầm nha mọi người. Đây mình đã chế dưỡng sẵn rồi ha. Bây giờ mình đang tiến hành thi cân đèn ha. Và bộ pin khách anh chọn là của X-Line X3RO nha mọi người. Đó, mọi người thấy ha. Pin này có một cái đặc biệt là nó sẽ có cái tâm chở pha trên này. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái ánh sáng đèn zin của nó ha. Đó, rất là tối nha. Đó, mọi người thấy ha. Rất là mờ luôn, không có hỗ trợ được nhiều mà khi mà chúng ta di chuyển trong đêm ha. Đó. Và đặc biệt một cái nữa là cái đèn gầm này nó không có pha nha. Đó, mọi người thấy ha. Đang đá pha nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái bi X-Line X3RO này vào con xe Seltos này nha. Rồi mọi người cùng chờ xem nha. Và đây là sau khi mình đã hoàn thành lắp pi gầm LED X-Line X3RO cho Kia Seltos 2021 nha mọi người. Mọi người thấy nha. Đây là mình đã chế xong cái dưỡng rồi nè ha. Lắp cái lắp pi gầm vô này nó sẽ như thế này ha. Rất là đẹp nha. Và bây giờ mình sẽ test cái ánh sáng của cái pi gầm X-Line X3RO để cho mọi người xem nha. Đó. Rất là sáng nha, để mình bật đèn trên luôn mọi người nha. Đó. Sẽ sáng hơn cả đèn trên luôn nha mọi người. Có pha nè, nhiều đá pha nữa ha. Pha nó sẽ có cái tâm tròn dưới như thế này ha. Rất là đẹp. Như vậy nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều khi mà di chuyển trong đêm ha. Nó sẽ hỗ trợ mình bám đường hơn nè và pha được xa hơn ha. Đó, mọi người thấy ha. Đó, mọi người thấy cái tâm tròn không? Công suất code của nó sẽ là công suất của cái bi X3RO này, code của nó sẽ là 40W và pha của nó sẽ là 55W nha. Vì cái pi này nó có cái chợ pha rời á, nên là cái công suất pha của nó sẽ cao hơn là so với những dòng pi gầm khác nha. Đó. Rồi. Clip của mình xin kết thúc tại đây nha. Mọi người cần tư vấn gì đó cứ liên hệ vào số điện thoại mình để dưới góc phải màn hình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha.